mình ngồi hậu ngồi giữa đó. Quay quay qua hậu ngồi giữa đi. Chị thấy tổng cộng có người ăn mặc đẹp không? Có quá hậu á. Ra qua đây đi, mình bắt cho bạn sách. Rồi lấy cái ghế để lên, mình sát cái giọng đó thì mình một chút xíu nữa là cái lưng mày đau. Những thành viên tiêu biểu nè đang vô khâu chuẩn bị cho ngày mai. Hả? Không, hai đứa ngồi đây được rồi. À, hai đứa tâm sự rồi. Đây có chủ tịch giám cha, chủ tịch ve cái coi. Ve chủ tịch ve cái coi. Ê, cái này không có cặp trong đây. Đang quay phim không có cặp. Không quay phim thì cặp cặp. Rồi họ về chủ tịch họ đồng quan trị gió mang chỉ kêu ra kìa. Để em quay từ người cái xong rồi mới này là anh Sáu chồng của chị Sáu. Đấy, chị Sáu rồi đây. Chị áo đen là chị Sáu. Ở đây ai cũng hả? Không chịu là hoa hậu rồi, tôi là hoa hậu châu á. Quay á, sao quay mà nó sao nha. Cái đầu em có xù dữ rồi. Như vậy là giỏi. Làm mà đến nỗi mà tóc rối luôn. Tự nhiên làm tóc ai xù mới là làm nhiều á. Sao xù rồi, sao xù dữ không? Xù xù dữ vậy. Vậy thôi để tao tháo cho tao gọi. Làm sao sáng mai tóc không em mấy chị? Chị làm sao sáng nay món ăn còn tóc không với chị? Bự bự tí đi đâu. Cứ đụng mình. Rồi có ai phát biểu gì không? Đây có hai người lớn nhất để phát biểu. Chính phát biểu chính. Chính bỏ phần copy vô con muốn phát biểu. Chị hai phát biểu chị hai. Ngại quá à. Mình giờ thành gái gì vậy? Gì đâu ngại. Quay cái này gửi cho Hạnh. Quay này gửi cho Hạnh hả? Kiều Hạnh ơi, mày nói có bia đâu rồi, có mồi đâu, không thấy mày đâu vậy? Giờ đây tao làm cần xong hết rồi nè. Không thấy mặt mày mới giải Hạnh Hạnh đâu hết trơn á. Đang lên thì dữ lắm mà không thấy đâu hết trơn trời á. Thấy cầm dao còn kéo xảo không ra hả? Em nói mấy chị thương em cho em ngồi em xạo em chơi với mấy chị là còn chơi hoài. Nhưng mà cho vậy chứ không có đẹp. Chị uống không được, mấy chị uống thì em phục vụ. Ở đây đâu ai cần phục vụ đâu. Phục vụ ta có hot girl phục vụ còn đây. Phục vụ kiểu đó, thằng nào dễ về không thấy đường luôn. Phục vụ kiểu đó cơ mà. Rồi cứ phục vụ cho mấy chơi. Bởi vậy mấy đút kia tao đi đám, không có người phục vụ tao đâu, đến nổi dữ vậy. Tự nhiên cái đám trong Hạnh cái có người phục vụ cái bị tác tệ. Em hỏi mấy chị nè, tự nhiên cái xuống với các bạn nhà ghế với ngồi nằm. Cái em mới xuống em hỏi, chị về không, em chở chị về. Cái ngồi dậy cái em kè ra, ở ngay chỗ cái sàn nhảy, cái đứng nhảy. Đứng nhảy xong rồi cái... Sao mày biết tao xỉn, tao có tính xấu rồi, gái tao ngủ rồi, mày xuống cái tao đây. Em kêu nè, em nghe toilet đi, em bắt đi ngồi. Tao đi toilet ra, em bắt đi ngồi. Chị về không em, chở chị về. Uống tiếp. Cái tự nhiên về, cái đứng nhảy. Nhảy đã uống tiếp. Cái đại thừa mà, mày kêu tao dậy. Mày đứng kêu tao dậy, tao đâu có đến nổi. Không, nhóm mình bữa nay có thêm người hip hop nữa. Hip hop rồi quay tóc rồi. Ai vậy? Có bà khùng nhất là ai? Má sáu tóc cung ra luôn mà. Lúc đó tao đâu biết đâu, lúc đó gửi lên tao tao mới thấy. Ngày ngày đầu á, ngày quay đó. Ngày quay đầu tiên mày quay đó. Anh Dũng á, anh nói là bữa nay là thật sự là anh vui. Anh vui quá sáu là vui luôn rồi. Mọi người điếu bất tưởng chứ. Đã là đúng rồi. Về bữa nó đám giỗ không biết có nữa không nha. Có nữa đừng nữa có đâu. Gửi ra gửi ra lên nhóm đi nha, cho Hạnh cho cái Hạnh đây. Cái này em quay gửi nhóm thôi. Gửi ra cho Hạnh Hạnh với Mỹ Thẩm Mỹ Hạnh nha. Còn ngày mai mới lên phay.
Ủa mà hôm nay mình làm gì sao không thấy người xuống anh? Dạ, bận lắm. Để em kêu rồi, ngày nay mắt cũng không dỗ một đen rồi đó. À vậy hả? Bữa không kêu làm đi rồi nhóm lên bóng chịu. Dạ vậy vậy là. Đến đây tới nữa rồi kìa. Cha mày bắt nhạc giật một hồi cắt vô tay tùm lum. À giật hết không có làm được á. Lúc này có không giật á.